Còn khi mà em hát em kết nối được giọng mặt thì nó sẽ là Lady, can't you forget me, đúng không? Còn khi em kết nối được giọng miệng ba cái luôn thì nó là Lady, can't you forget me. Em kết nối được giọng ngực, giọng cổ thì sẽ là Lady, can't you forget me. Bao nhiêu đêm vô hài bằng, bao nhiêu đêm trôi qua kể từ. Không, không cần phải vậy. Lúc nào nó cái hơi nó cũng phải vậy nè. Nghe nè, bắt trước nè. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi, và trong anh vẫn chưa thể hiểu, chưa thể hiểu điều gì đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Cảm giác hơi hơi nó bắt đầu nó đầy hơn không? Có cái gì nó huyền bí hơn không? Ok, các khoảng vàng làm việc tốt là nó như vậy ha. Ok, thử nha, vô. Vô, hai, vô chàng trai. Bao nhiêu đêm trôi qua kể. Chuyên trôi, thoải mái rồi. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi, và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Đúng rồi đó, đẹp rồi đó, bắt đầu nó đẹp anh dần rồi đó. Chỉ biết là trong nỗi nhớ thế thôi. Đúng rồi, và giờ feel nè. Chẳng có lẽ anh không là người bên thương yêu, vì khi yêu anh luôn có chớ mỗi điều. Nghe hay hơn nãy ha. Tiếp. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi, anh yêu mù quán. À, quán. Mù quán vẫn giữ chọn. Quán, quán. Mù quán. Cái âm tròn hồi nãy mình tập đó. Mùa quán. Đừng có ốm. Mùa quán. Nhẹ nhàng thôi, sử dụng mình hơi. Nè, nghe câu đó nè, anh chỉ lại câu đó nè. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi, anh yêu mùa quán. Mùa quán. Mùa quán. Gieo trong ta. Ok, yeah, chỉ biết có em vô. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi, anh yêu mù quáng. Đúng rồi đó, hay rồi đó. Gieo cho ta ngàn lần những đớn đau. Tròn nè. Đau, 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 chứ đừng có đô. Đau. Nhưng mà nó vẫn tròn. Đau, đớn, đau. Nào, nghe kỹ nè. Gieo trong ta ngàn lần những đớn đau, 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 đau. À nha, yeah, ok, chừng đau. Vô cách mạng luôn. No, ok. Đớn đau, nhạc này nhạc nhẹ, nhạc ballad. Ok, gieo, 2, 3. Gieo trong ta ngàn lần những đớn đau. Ok, tiếp tục nè. Vẫn giữ cái cảm giác đó, rút âm thanh ra phía sau. Em ơi anh. À ok ha, 2, 3. Em ơi. No no. Em. Đúng rồi. Em ơi, anh cô đơn giữa dòng đời. No, hát giọng thật. Nào, đưa cái cục âm thanh này. Đó. Nào phía đây. Bài này nó hơi quá sức với em đó. Đúng không? Không, tại vì phải hát ấy là đứng lên hát bình thường ấy là không, à, không hay quá okay. Sức nhưng mà ấy là đi hát thì nó hơi bị cái gì nhìn nó hơi bị to rồi đó, ồ ạt. Ờ, bị to quá đúng không? Dạ. Có đó gào. Để như gào. Cái đó gào gống thì còn gì đâu hay ho nữa. Đó đúng không? Mình đang vận dụng cái mình vừa tập vào. Mà cái gì cũng vậy, mới vừa tập xong vận dụng vào thì đâu có thể được liền. Dạ. Mình phải từ từ hiểu nó ha. Nghe cái cảm giác này nè, nghe chưa? Em ơi, anh cô đơn giữa sông. Sắp chơi vơi rơi vào ngàn vầng sâu, mãi mãi riêng anh.
anh trong chuỗi ngày dài lặng thầm với u hoài, người sẽ không trở lại. Ok nhảy đó. Xin em hiểu không? Giữ âm thanh nè. Bài tập hát bằng cảm xúc là em ơi, em ơi. Vô giống như ngậm ngậm cục gì trong câu trong miệng vậy đó, và vừa vừa không á, vừa ngậm mà vừa vừa gơn, vừa ngậm vừa gơn hát bài hát ballad là phải rên chứ. Bài hát ballad mà không rên thì sao ra ballad, đúng không? Em ơi. Ha ha vô hai ba. Em. Đừng rớt âm thanh, đừng kéo âm thanh từ cổ lên, hát từ đây luôn. Em giữ nguyên cục hả? Em rồi mới giữ gục gần hai ba. Em ơi, anh cô đơn giữa sông đời khi thiếu vắng em rồi. Cầm sắp chơi vơi rơi vào ngàn vực. Đầu nó có cái nó không bị mỏng, bắt đầu nó dày lên đó, bởi vì mình đang tập dày mà, chứ mình chưa nói tới cái chuyện là những cái kỹ thuật khác nó sẽ bổ trợ vào giọng. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi, và trong anh vẫn chưa thể hiểu, và trong anh vẫn chưa thể hiểu, hay là chưa thể hiểu không, lời hai mới hiểu à, từ hai đúng không? Ok, và trong anh vô. Và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì đã khiến em quay lần dù anh níu tay dừng lại. Anh chỉ biết là trong nỗi nhớ thế thôi. Hát hết mình đi, đừng có khóa người em lại, thoải mái nhìn trong gương kìa. Em thuộc lời chưa? Chưa thuộc thì lâu lâu mình đi xuống. Thôi rồi. Nhìn trong gương diễn luôn. Chẳng có lẽ anh không là người bình thường yêu, vì khi yêu anh luôn cố chấp mọi điều, chỉ bên có em cho riêng mình thôi. Anh yêu mù quáng, gieo cho ta ngàn lần những đớn đau. Ok. Rồi, ngồi, sit down. Ok, được đấy. Nói chung là cái giọng của em á là cái này còn phát âm là giọng miền, tại vì bị lỗi. Ở miền Nam, miền Nam đúng không? À. Chứ phải âm miền Bắc thì dễ quá. Rồi, mà phát âm nè ha, phát âm chưa đúng miền Bắc thôi. À, phát âm miền Bắc chưa được đúng không? Dạ. Đó, tập với loại phát âm ha, cho nó rồi phát âm thì em đánh dần thôi, đánh vần chứ không phải dần. Anh cũng hồi xưa anh cũng hát lỗi tùm lum, tập được thôi. Anh cũng là dân Sài Gòn ha, rồi thì tập được, lâu lâu cũng sai lại, nhưng mà sai nó không có bị lố quá nhiều, nó gọi là mấy chục năm rồi, nó thấm trong máu mình rồi. Cách phát âm đó nhiều khi nó cũng là cái hay, đúng không? Nó cũng là cái hay, giống như người miền Bắc thì rất thích nghe giọng miền Nam, mà người miền Nam là rất thích nghe giọng miền Bắc, kể nào cũng hay. Rồi đó, thì cái hồi nãy mà hướng dẫn cho em là cái phần âm thanh, tại vì em chưa có một cái thói quen là hát tròn chữ, hơi thở tròn, âm thanh tròn, không? Ví dụ em tập về tập kỹ cái đó rồi em tập hát ha, thì nó sẽ giúp cho cái giọng của em nhiều lắm, cải thiện nhiều thứ lắm. À, cái nội lực của mình cũng sẽ cải thiện lên. Ví dụ chữ em ơi ha. Em ơi, anh cô đơn giữa sông đời khi thiếu vắng em rồi, vắng khi thiếu
vắng em rồi. Cảm giác chơi vơi, cảm giác, cảm giác, cảm giác chơi vơi rồi vào ngàn vững sâu. Cảm giác chơi vơi rồi vào. Cái đó là một cái quá trình. Với lại cái bài này nó rất là cao, buồn tốn mà nó không phù hợp với quản giọng em cho lắm. Đó, em nên tập những cái bài nó đơn giản trước, rồi từ một cái ví dụ em chọn những cái bài nó hạng tốn nè, còn bùi thì cao quá hà thôi. Ví dụ rồi những cái bài mà của các ca sĩ vừa vừa phải phải vừa sức thôi, Thanh Hưng cũng được, hay là gì vừa phải, đừng chọn quá cao. Rồi mình tập làm sao cho cái giọng của mình nó dày lên, rồi đó nhất là tập giọng chọn bài cho nó vừa, chọn bài vừa sức thôi. Tại vì nếu mà em cứ tập cái bài này với một cái thói quen á, khi mà hát lên cao á, mình mất cân bằng giọng hát. Giọng hát hồi nãy em hát là bị mất cân bằng, và bởi vì nó quá cao em phải vừa sức nó hết lên cho dễ. Yeah. Đó, thì với một cái lặp đi lặp lại là hát mất cân bằng, hát mất cân bằng, hát mất cân bằng, hát sai, hát sai, thì càng lặp lại nhiều lần như vậy thì nó sẽ tạo thành một, hình thành một cái thói quen không tốt cho em. Khi em hát những nốt cao nó sẽ bị mất cân bằng. Đấy, đó. Bây giờ mình quay lại đi, mình sẽ chọn những bài vừa sức để tập được cái sự cân bằng, sự cân bằng. Cân bằng. Vừa sức thôi. Xong rồi em tập vừa hát vừa sức, vừa sức, vừa sức. Tự động cái giọng em nó cân bằng một cách tự nhiên. Tập đúng, tập đủ nó sẽ từ từ hình thành một cái thói quen cân bằng giọng. Sau khi giọng mình cân bằng rồi, sau khi đôi chân mình khỏe rồi, muốn leo cỡ nào cũng được. Và chân của mình nó chưa có thói quen cân bằng, nó đi nó còn khập khiễng. Tập cho đôi chân nó cân bằng lại, nó vừa sức lại thôi rồi. Vừa với cái quãng giọng của mình ha. Giọng em là giọng nam trung, chứ không phải là gọi là nam cao. Tại vì giọng nam cao á là bẩm sinh là nó cao rồi. Đúng rồi. Bẩm sinh là nó cao rồi. Giọng mình là nam trung, mà nam trung của mình là mỏng, chứ nam trung chưa được dày nữa. Nên vấn đề ở đây là mình, nhưng mà khi mà hát lên cao á thì nó lại nó có một cái chiều hướng đi lên, là cái mà em chưa khai thác được luôn á, mà gọi là các bạn tài năng ha, mình không nói đi. Thì đa phần là họ sẽ có cái này với cái này rất là nhiều, vang óc với vang mặt, gọi là bẩm sinh. Còn câu chuyện mình, người mình bình thường mà, thì em chưa khai thác được hai cái này, mà giọng em có chiều hướng lên cao tốt, đồng nghĩa nếu em khai thác được hai cái này, em thử có thử một cái, ý là không biết cái nó gọi là cái gì, nhưng mà ý là kiểu như em hát mấy bài kiểu như Sigon đó, em hát có hình kiểu như, nói chung là em không biết gọi nó là cái gì, nhưng mà em cảm thấy là nó kiểu như là nó là hát mic như thế này. Em đó là tự em cảm nhận thôi, chứ em không biết nó là cái gì, thì có thể em có thể hát thử này hay con nó là cái gì không? Ok, thử cho em con cái tập Sigon đúng không? Dạ. Yeah. Đúng tông nè. Tông độ thứ thì phải. Ok. Sigon. Đó. Ông hát cái điệp khúc rồi thầy. Ừ. Người ta khúc đầu thì thật là thì nó lại là bình thường. Khúc đầu là điệp khúc hả? Dạ. Yeah. Giọng ốc á, nó là giọng ốc đấy, nhưng mà nó chưa có đủ cái lực, nên nó chỉ là mức giọng gió thôi, là nó chưa đủ lực. Là vì sao? Nó chưa có đủ có cái sức để nó kết nối được các giọng này lại với nhau, nó chỉ là ốc thôi, thì nó sẽ ra cái kiểu hát của em là đây, đúng không? Còn khi mà em hát em kết nối được giọng mặt thì nó sẽ là lay đây. Can't you forget me? Đúng không? Còn khi kết nối được giọng miệng ba cái luôn thì nó là Lady, can't you forget me? Kết nối được giọng ngực, giọng cổ thì sẽ là Lady, can't you forget me? Để nó dày hơn, đúng không? Đó, thì phải, đó là một cái quá trình anh nói là phải, mình phải tập từng bước mình kết nối các khoảng vang lại với nhau. Tập đúng nha.
tập đúng và tập đủ, tập sai là banh giọng. Tại vì những cái nốt cao này nó nguy hiểm lắm, nó cực kỳ cao và nó xé cái cổ họng mình ra mỗi lần mình hát, xé và nó tổn thương cái chỗ này là được, tổn thương thanh quản là được. Mà hát cao cực kỳ dễ tổn thương thanh quản, em hiểu không ạ? Một cái lực nén nó đòi hỏi nó phải mạnh lắm, người mình gồng lên cứng người để hát được cái nốt đó, mà mình siết ngay chỗ cái cổ họng lại, cứ một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần là dục luôn cái cổ họng luôn, hứ giọng. Nên tập tập cho kỹ, cái này cẩn thận ha. Đó thì cái quá trình là em ăn cái này nè. Đó, bây giờ bước một là phải tập cái này cho tốt nè, khai thác cái này để hát nốt cao nó chắc, đi từng bước lên thôi. Hát voi có rồi đó, nhưng mà để kết nối hát voi với lại vang mặt, với lại giọng này, nó là ba cái kết nối mình đi từng bước này, tìm ra được cái này cái đó, đúng không? Chưa có nó là sao kết nối, phải tìm được nó, bắt đầu liên hệ ngoại giao hai đứa. Hai đứa nó quen thân nhau, kết nối xuống nặng bị dưới luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.